Hello, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với video cập nhật tin tức của kênh Susu. Vẫn là nói đầu tiên, xin kính chúc cả nhà có thật nhiều sức khỏe nhé. Tiếp tục hôm nay mình cập nhật tin tức của các bạn đang gặp con tiếp cho cả nhà nghe nha. Hôm nay thì Tuyết Nhung với lại Thiên Ngân vừa đáp máy bay xuống Mỹ rồi mọi người. Chuyến đi đã an toàn, thành công, tốt đẹp. Trước đó thì Tuyết Nhung có chia sẻ một tấm ảnh em ấy chụp tại phi trường góc này 5 năm trước, ngồi chờ 15 tiếng để bay chuyến tiếp đi Los Angeles một mình năm 18 tuổi. Thì như mọi người cũng biết là Tuyết Nhung cũng đã được nhiều lần sang Mỹ để đi hát. Trước đó cũng sang Mỹ vài lần cùng với mẹ Phi Nhung cũng như là các anh chị em trong gia đình. Thì có lẽ lần đi này thì Tuyết Nhung cũng có rất nhiều những kỷ niệm đẹp ở tại sân bay, và khi chia sẻ cái góc chụp mà tận 5 năm trước em ấy đã có chuyến đi qua Mỹ cùng với mẹ, lúc đó được 18 tuổi. Thì bây giờ 5 năm sau là Tiết Nhung đang được 23, 24 tuổi rồi, thì cũng đã chín chắn trưởng thành hơn rất nhiều. Và hôm qua cùng với em gái Thiên Ngân, cả hai chị em đã dắt nhau đáp máy bay đi Mỹ để hát show 138 của Trung tâm Thúy Nga. Và kế tiếp thì Tiết Nhung chia sẻ bức ảnh khi đến Mỹ. Thì thời tiết khí hậu bên Mỹ khá là mát dịu nên cô bé đã chụp ảnh và chia sẻ niềm vui này cho fan hâm mộ được biết. Mỹ chào đón em bằng một cơn se lạnh. Và khi biết được Tuyết Nhung, Thiên Ngân đến Mỹ an toàn như vậy, nhiều fan cũng thở phào nhẹ nhõm mừng cho chuyến đi của hai chị em và buổi biểu diễn sẽ được thành công tốt đẹp. Thì trong lúc Ba Tèo Diễm Phạm hôm nay đang live stream, đội ngũ ekip của Bô Đa Chay đến chùa để phục vụ các món ăn ở tại chùa, thì Tuyết Nhung cũng đã vào để lại bình luận ở dưới ở trong cái live stream của Ba Tèo là tụi con đã sang Mỹ an toàn, cũng như Diễm Phạm có hỏi là có ai đó hay không. Thì Tuyết Nhung có chia sẻ là có cô Khánh Vương đón hai em nha mọi người, vẫn luôn là vậy, Trung tâm Thúy Nga cũng hết sức là chu đáo. Thì lần trước qua bên Mỹ thì cô Khánh Vương cũng là trợ lý của cô Thủy đã đón cũng như đưa đón hai em đi tập nhạc rồi sau đó đi biểu diễn. Lần này cũng như vậy, dù không có cậu Thanh Huy cũng như những người thân ở bên Mỹ, nhưng mà được Trung tâm Thúy Nga chăm lo như vậy nên mọi người, nhất là fan, cũng cảm ơn Trung tâm Thúy Nga. Và bên cạnh đó thì lần này đến Mỹ, cả Tuyết Nhung với lại Thiên Ngân cũng khá là hào hứng rất là nhiều, nên chắc có lẽ sẽ gặt hái được những thành công tốt đẹp hơn nữa. Còn trên trang cá nhân của quản lý Diễm Phạm thì để lại lời Happy Birthday cháu cưng, tức là chúc mừng sinh nhật của bé Nathan, con đầu lòng của Wendy Phạm. Ngày sinh nhật của Nathan là ngày 15 tháng 11. Thì quản lý Diễm Phạm chia sẻ một bức ảnh là lúc sinh thời thì Nathan cùng đi chơi trượt tuyết với bà ngoại Phi Nhung. Hai bà cháu cười rất là tươi ở trong bức ảnh này. Và bé cũng thật hạnh phúc khi có được những ngày sinh nhật mà được bà ngoại ở kế bên cạnh mình. Thì hôm qua là sinh nhật của bé, nên quản lý Diễm Phạm cũng như mẹ Wendy Phạm đã gửi lời chúc mừng sinh nhật cho cậu bé Nathan. Wendy Phạm chia sẻ bức ảnh mà ba anh em chụp cùng với nhau nhìn cưng hết sức là cưng luôn, nên nhiều fan hâm mộ cũng để lại bình luận là chúc mừng sinh nhật của bé Nathan, chúc cho bé được nhiều sức khỏe cũng như học hành rất là giỏi sau này. Và quản lý Diễm Phạm hôm qua cũng chia sẻ món quà giá trị ngày hôm nay, cảm ơn em Lý Lộc, tức là được một bạn tặng cho quyển sách chia sẻ từ trái tim. Cũng như có giới thiệu một đoạn clip của một TikToker khi đến thưởng thức ẩm thực chay ở tại quán Buddha Chay, đã dành những lời khen cho thực đơn ở tại nơi đây và làm cho fan hâm mộ thêm phần nô nức nhất định phải ghé thành phố Hồ Chí Minh và sau đó đến quán chay để thưởng thức ẩm thực chay nếu có dịp. Và mọi người
lại tiếp tục chúc mừng khi mà quản lý Diễm Phạm đã có được sự tin yêu, ủng hộ từ khách đến ăn ở quán chay. Phải nói đây là một sự nỗ lực không chỉ của quản lý Diễm Phạm mà cả một ekip, các nhân viên, anh em ở trong quán đã cố gắng hết sức mình để chất lượng phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn. Hôm nay thì ca sĩ trẻ Jiyuno chia sẻ đến ngày thứ tư rồi vẫn chưa hết sốt, nghẹt mũi, đau họng, nhức mỏi, rã rời. Có lẽ Duy đang bị cảm cúm nha mọi người, nên chia sẻ sức khỏe cho mọi người biết. Và fan cũng để lại nhiều bình luận chúc cho Jiyuno mau lành bệnh. Và mới đây ở trên trang fanpage của Jiyuno có chia sẻ lại kỷ niệm một năm trước. Đó chính là ca sĩ Jiyuno cùng với Thiên Ngân đã cho ra mắt bài Sao Trời Làm Gió. Thì năm nay cũng đã một năm tròn. Ca khúc này Jiyuno hát và Thiên Ngân là người minh họa ở trong bài hát. Thì tròn một năm, nhưng mà nhiều khán giả cũng để lại bình luận là bài hát này mình nghe rất nhiều lần nhưng nghe lại vẫn rất hay. Giọng ca ngọt ngào trầm ấm của Duy nghe vẫn cảm xúc luôn. Nên yêu thương và ủng hộ cho cặp đôi này hoài nhan. Nhìn Duy và Ngân rất đẹp, Duy hát bài này nghe hoài vẫn cứ thấy hay. Riêng thông tin của Quỳnh Trang thì tối đêm qua Quỳnh Trang đi hát ở Phú Quốc, ở Hòn Đảo Ngọc. Thì hôm nay Quỳnh Trang chia sẻ, đêm qua là lần thứ 3 em được góp mặt trong chương trình lễ hội Dinh Cầu tại Phú Quốc. Năm nay khán giả đến rất đông để ủng hộ và thưởng thức chương trình. Thật hạnh phúc cho em vì vẫn được quý vị yêu thương như ngày nào. Em xin chân thành cảm ơn nhiều lắm. Quý vị là lý do để em càng thêm yêu Phú Quốc đó ạ. Cảm ơn ban tổ chức và anh Kiệt đã có lời mời, tạo điều kiện và hỗ trợ để em được có nhiều cơ hội về biểu diễn và tiếp xúc nhiều hơn với mọi người, mọi sự tại địa điểm xinh đẹp này ạ. Em chào tạm biệt và hẹn gặp lại Phú Quốc. Vậy là Quỳnh Trang cũng sắp sửa bay sang Nhật Bản với lại Mỹ để biểu diễn rồi nha cả nhà. Thì Tiết Nhung với lại Thiên Ngân thì cũng đang biểu diễn ở Mỹ vào ngày 23 và 24. Riêng Quỳnh Trang thì trong cuối tháng 11 luôn. Nên rất nhiều những lời bình luận của fan chúc cho cả ba chị em luôn có show đều đặn, cũng như là Quỳnh Trang hiện tại đang có nhiều sản phẩm âm nhạc được người hâm mộ rất yêu quý. Các sản phẩm song ca của Quỳnh Trang với lại Ngọc Phụng liên tục được phát hành trên kênh của cả hai bạn luôn. Sự kết hợp của Quỳnh Trang với lại Ngọc Phụng mang lại một cái màu sắc khá là mới. Mọi người có thể vào kênh của hai bạn để xem sản phẩm mới nhất của hai bạn nhé.